Hello hello, xin chào toàn thể quý anh chị bà con đã đến với kênh Thủy sản 365 nha. Hôm nay tôi sẽ đưa toàn thể anh chị em đi xem một cái mô hình nuôi rất là nhỏ gọn luôn nhưng mà năng suất cực kỳ cao luôn. Đó. Đây, anh chị em nhìn trước mắt tôi đây. Đây là cái mô hình nuôi ếch trong trắng lưới đặt ở trên ao. Cái cầu này hơi khó đi này. Đấy, phải đi cẩn thận để ra quay cho anh em xem. Đây, anh chị em có thể xem thấy mô hình này không? Đấy, ếch rất là to luôn. Cái này chúng tôi vừa nuôi được có 2 tháng. Đấy. Gần 2 tháng thôi, chính xác là gần 2 tháng thôi. Mà ếch bây giờ đang về size này chắc cũng phải tầm 250 gram một con rồi. Đó. Anh chị em có nhìn thấy không? Cái mô hình rất là nhỏ gọn rồi. Đấy. Cái này khoảng 6 mét vuông thôi. Đấy, cái chiều kia là khoảng 2 mét. Đó, cái chiều dài dài kia. À, chiều rộng kia 2 mét, còn cái chiều dài này là khoảng 3 mét. Tổng này là 6 mét này. Thì mỗi tráng này đang thả khoảng 1.800 con, 1.500 con. 1.500 con trong này. Đấy, anh chị thấy dày đặc không? Ếch ngồi chồng lên nhau kìa. Đấy. Cái mô hình này rất là hay anh em nhé. Nếu bây giờ mùa dịch dã mà anh em có ao này, có thể tận dụng được cái mô hình như thế này để về mà chăn nuôi. Vừa cải thiện kinh tế gia đình và vừa tạo ra cái nguồn thu nhập, rồi còn vừa là thú vui, vừa là trong cái mùa dịch bệnh chúng ta có một cái công việc nhỏ gọn ở gia đình nhà mình. Đấy. Ếch rất là to luôn, zoom lên cho anh em xem này. Đó. Ếch đây. Cực kỳ đẹp luôn. Anh chị em nào mà đang xem kênh của tôi có thể bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho chúng tôi nhé. Để chúng tôi có động lực ra những cái video tiếp theo để chia sẻ cho anh em những cái mô hình thật là hay. Và anh em từ đây có thể tận dụng điều kiện gia đình nhà mình để chúng ta có thể nuôi. Đây thì chúng tôi nuôi vỏn vẹn đây có khoảng 2 cái tráng thôi anh em ơi. 2 cái tráng nhỏ nhỏ thế này, mỗi tráng 6 mét. Và tổng hai cái này thì đang thả khoảng 3.000 con. Đấy, 6 mét là 12 mét thôi. Rất là gọn này. Đấy, quay trên cao xuống cho anh em xem này. Thiết kế thì cái tráng này chúng ta may mua sẵn ở ngoài 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 quầy của các cái đơn vị người ta bán này. Rất là nhiều này. Ngoài quán tạp hóa, ngoài chỗ may lưới. Còn cái lưới đen bên này, lưới che này anh em phải có này để che nắng cho nó này. Đó, còn bên dưới thì khi chúng ta thả vào thì chúng ta đặt các cái tấm xốp đây anh em thấy không? Đó, cái tấm xốp này nè. Đấy. Tấm xốp này để cho con ếch nó cái tráng nó nổi lên này, con ếch nó có thể lên được trên cạn nó đứng này. Con nào thít lên thì lên, con nào thít xuống thì xuống. Đó, nó con nào thít lên cạn thì nó ngồi trên những cái tấm xốp như thế. Cái lưới này anh em để ý là chúng ta căng căng ra nhá, căng đừng cho nó chùn lại, nếu mà nó chùn quá thì ếch nó dễ bị ra bên ngoài nhá. Đó. Nó sẽ bò lên các cái gốc kia nó ra bên ngoài mất. Đấy. Anh em thấy nước à? Nước ở đây chúng tôi thả bèo xung quanh nên là nước rất là sạch luôn. Đấy. Mô hình này cực kỳ nhỏ gọn anh em ơi. Anh em mà ở quê không biết làm gì thì có thể tham khảo mô hình này nhá. Tham khảo mô hình này rất là hay. Đấy, xung quanh này là chúng tôi thả thêm hệ thống cá bên dưới này. Những cái tráng kia là thả ốc nhồi này. Đó, anh em thấy không? Những cái tráng này là thả thêm cả chê ta nữa anh em nhé. Chê ta, chê đồng. Rất là hay. Đây, tổng quan khu ao hồ đây. Đấy, thậm chí ngay bên này đây. Một cái tráng rất cực kỳ nhỏ như thế này luôn. Một cái tráng rất là nhỏ như thế này chắc chưa đến 1 mét vuông đâu. Đấy, chưa đến 1 mét vuông đây. Mà thả hẳn hàng trăm con ở đây rồi. Đấy, anh em thấy nó dễ nuôi đến mức độ này cơ mà. Ừ. Đó, mô hình nuôi ếch. Đây là mô hình nuôi ếch mà cực kỳ nhỏ gọn và năng suất cao. Đấy, bên ngoài kia đấy. Con này thì chúng ta có thể nuôi trong vòng là 2 tháng. Nếu mà 2 tháng món này bây giờ bán cũng được rồi. Thường là bọn tôi nuôi khoảng 2 tháng rưỡi thì ếch nó khá là già. Nó khoảng 3 lạng một con rồi. Nên chúng ta có thể xuất bán được. Đấy. Về con giống thì anh em có thể mua tại các cái cơ sở. Nếu mà anh em không có mua được ấy, thì có thể liên hệ cho tôi theo số hotline tôi đang để trên màn hình đây. Để được cung cấp con giống. Về cái ếch thịt này sau này bán ra thì với cái số lượng ít như này ấy, thì anh em có thể tiêu thụ trong cái gia đình nhà mình, ăn uống rồi cho bà con xóm giềng. Còn ngoài ra mà sẽ nhiều nhiều một chút thì chúng ta có thể mổ bán tại nhà và ship quanh làng quanh xã của chúng ta ấy, rất là ok. Đó.
Đẹp không anh em? Anh em nào mà thích cái mô hình này đừng quên bấm vào nút like nhé. Chia sẻ video này cho những ai đang quan tâm và có một cái ao để không, chúng ta có thể tận dụng và nuôi như thế này cực kỳ hiệu quả luôn anh em ơi. Anh em nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Và chúng tôi có một cái kênh TikTok cũng tên Thủy sản 365 luôn. Đây anh em có thể vào đấy và xem những cái video ngắn, chúng tôi cũng đã đăng các cái mô hình rất là hay lên đấy cho anh em. Đây là cái thức ăn của nó anh em nhé. Thức ăn thì có thể chúng ta dùng đây. Đây là thức ăn của nó này. Đấy, thức ăn dạng viên. Đấy, viên này là viên nổi anh em nhé. Đây, viên này hiện tại là nó đang có cỡ ly là 8 ly. Đấy, 8 ly bằng gần bằng ngón tay út của tôi này. Đấy, tôi cho ếch ăn cái giai đoạn to này. Độ đạm của thằng này là ăn 30%. Đây là cái cám ếch này, có hình con ếch đây anh em. Ăn rất là tốt, lên đùi rất là nhanh. Đó. Mô hình này được rất là nhiều bà con quan tâm trong thời gian qua nên chúng tôi cũng mạnh dạn là đăng rất là nhiều video liên quan đến kỹ thuật nuôi ếch. Đấy. Trong cái quá trình nuôi thì anh em nhớ phòng bệnh cho nó bằng cách là bổ sung thêm các cái khoáng chất, các cái vitamin C, men tiêu hóa định kỳ trong vụ nuôi nhé, để cho con ếch mình nó không bị bệnh, nó ít bị bệnh và ếch rất là khỏe đẹp. Những cái hôm thay đổi thời tiết mà con ếch nhà tôi vẫn ok này, không bị bệnh gì luôn. Đấy, rất là khỏe luôn này. Nó anh em thấy không? Nuôi cực kỳ dễ luôn. Ếch này là một loại nuôi khá là dễ. Đấy. Đó anh em xem mô hình này rất là ok nhá. Đấy, rất cảm ơn anh em thời gian qua đã theo dõi các video của chúng tôi. Thì hôm nay cũng chia sẻ với anh em một cái mô hình nhỏ gọn như thế này. Mọi cái thắc mắc và góp ý của anh em có thể để lại ở phần bình luận ở dưới đây. Tôi sẽ giải đáp cho anh em toàn bộ các cái câu hỏi liên quan về cái vấn đề nuôi ếch nhá. Đó. Video đến đây cũng khá là dài rồi, thì cũng chia sẻ với anh em một cái mô hình như thế này. Xin cảm ơn anh em nhé. Xin chào anh chị em và kính chúc chị em, anh chị em có một cái mô hình nuôi hiệu quả và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo nhé. Đừng quên bấm vào nút chia sẻ video này. Xin chào. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình. Hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.